Ivy Lash Nail and Bar là một tiệm nail có quy mô lớn ở thành phố Sherman của bang Texas, giáp ranh với biên giới Oklahoma ở miền Nam nước Mỹ. Và đây là cái tiệm của mình. Tiệm này đã được thành lập 7 năm nha cả nhà. Nhưng mà ở một cái vùng quê rất là hẻo lánh. Nhưng mà tất cả sự thành công của những người thợ mình được đào tạo từ nơi đây. Chào mọi người, hôm nay là ngày 29 Tết ở Việt Nam, ngày mai là 30 Tết rồi. Mà Tracy hôm nay vẫn phải đi làm ở tiệm Ivy Glass and Nail Bar. Vì tất cả những vị khách ở đây họ đều rất là thích đến tiệm mình và mình luôn muốn phục vụ cho khách. Dạ, bên đây là từ 10 giờ đến 7 giờ. 10 giờ sáng, 17 giờ tối. Dạ. Ở đây cách nhà bao nhiêu? Dạ, cách nhà 1 tiếng. Tiếng lái xe. Hôm nay có mặc đồ đẹp quá. Dạ, hôm nay là tiệm đang ăn Tết. Bình thường thì mặc đồ khác. Dạ, bình thường thì mặc như đẹp Tết của người Việt. Dạ, thì mặc đồ sặc sỡ tí xíu. Hoặc là mình mở ra một cái sự nghiệp kinh doanh riêng cho mình, hãy cùng đến đây. Ivy. So I've been coming to Ivy for about 7 years now. I was her first customer in this beautiful building. I've had lots of services from head to toe, everything. Eyebrows, lashes, nails, feet. I had a facial before here, and everything's been great. Nothing but excellent service. They're all very, very nice, and they feel like family. Thank you. Hello, this is Sylvie. This is my sweet customer. So I want to ask you, can you share with everybody there how your experience to be with us? Yes, I've been coming here for about 3 years. I've used several of the ladies here. They're very pleasant, very professional. I love coming here. It's a very relaxing environment, very clean environment. Dạ, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày sắp sửa Tết Việt Nam cho nên trong tiệm mình đã ăn mặc những cái đồ traditional của Việt Nam để mà cho cái không khí Tết ngày hôm nay. Chúc mừng năm mới.